Mới đây, diễn viên Doãn Quốc Đàm đã hé lộ về sự xuất hiện của anh trong phim Cuộc đời vẫn đẹp sao phát sóng trên VTV3. Trong loạt ảnh hậu trường, Doãn Quốc Đàm xuất hiện bên cạnh những diễn viên như nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải, Tô Dũng. Đáng chú ý, trong hình ảnh mới nhất, anh còn ngồi cạnh diễn viên trẻ, nữ MC Hà Đan. Trong phim, Hà Đan vào vai Nga, người yêu của Thạch, con trai Lưu. Trong hậu trường, Doãn Quốc Đàm xuất hiện với tạo hình khá chơi bời cùng mái tóc vuốt keo ngược. Anh ngồi cạnh Hà Đan và Tô Dũng, đối diện là Thanh Hương. Các diễn viên dường như đang cùng nhau đọc kịch bản trước khi vào quay. Nhiều khán giả dự đoán có thể tuyến nhân vật của Doãn Quốc Đàm có liên quan đến Hà Đan. Theo những diễn biến phim mới nhất được hé lộ, vai Nga do Hà Đan đóng hóa ra chính là con gái của Hòa, chủ cửa hàng hoa quả mà Luyến làm thuê. Đáng chú ý, hoàn cảnh của Nga cũng khá phức tạp khi cô không sống cùng mẹ ruột. Mời các bạn đón xem Cuộc đời vẫn đẹp sao tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.